Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết tuần tới của Báo Lao Động. Thưa quý vị, tuần tới thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội sẽ bắt đầu có nắng ấm. Theo đo nhiệt của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần mới thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội trời giảm mây, ngày có nắng. Trong tuần chỉ có ngày thứ tư và ngày thứ bảy, tức ngày 27 và ngày 30 tháng 12, trời nhiều mây, có sương mù và sương mù rải rác. Nhiệt độ có xu hướng tăng dần, mỗi ngày tăng từ 1 đến 2 độ. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 20 đến 24 độ C. Tuy nhiên, do vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên vào thời điểm đêm và sáng sớm trời vẫn lạnh, nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 9 đến 14 độ C. Bởi vậy, quý vị cần giữ ấm cho cơ thể ngay cả khi không ra khỏi nhà. Trong trường hợp cần phải ra ngoài nên chuẩn bị thêm áo ấm, găng tay, mũ len, che chắn thật kỹ trước khi ra khỏi nhà để bảo vệ cơ thể. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới, bộ phận không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trong ngày 25 tháng 12, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm từ 13 đến 15 độ, mức nhiệt trung bình từ 16 đến 18 độ C. Thưa quý vị, tuần tới khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục duy trì trạng thái nắng ấm. Trong tuần chỉ có các ngày từ ngày thứ tư đến ngày thứ sáu, tức ngày 27 và ngày 29, trời có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 34 độ C. Dưới là các thông tin chi tiết. Tiếp nối bản tin sẽ là thông tin về thời tiết biển. Về thời tiết biển, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tuần tới khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Vùng biển phía Tây ở khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 12, mưa giảm dần, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dự báo thời tiết tuần tới của Báo Lao Động. Hẹn gặp lại quý vị cùng những thông tin mới nhất trong bản tin tiếp theo được phát sóng trên laodong.vn.